Một chiều tháng tư, có mặt tại trụ sở ban điều hành khu phố 5, số 88/13, đường Bình Trưng, khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức. Chúng tôi bắt gặp hình ảnh đám trẻ nhỏ quấn quýt bên một người phụ nữ. Đám trẻ gọi bà một cách thân thương là ngoại thủy. Ngoại thủy của đám trẻ không phải là người thân ruột rà của chúng, nhưng ngoại là cô giáo ngày ngày đến đây dạy chúng biết đọc, biết viết. Là người bà dịu hiền lo ăn, lo mặc cho đám nhỏ. Người mà chúng tôi nhắc đến là cô Trần Thị Thanh Thủy, năm nay đã 65 tuổi, phó ban điều hành khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức. Người thành lập lớp học tình thương để dạy học, giúp đỡ những trẻ em nghèo theo gia đình nhập cư lên thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh. Cô học sư phạm mầm non, học giữa trường bị tai nạn rồi nghỉ. Cơ duyên đưa đẩy, cô Thủy và một số chị em tâm huyết lập ra lớp học này hơn 5 năm nay. Thời gian đầu mới thành lập, còn nhiều vất vả. Cô Thủy trích tiền lương và tự mình đi thu gom ve chai thêm để duy trì lớp. Sang năm thứ 3, tiếng lành đồn xa, nhiều mạnh thường quân đến đóng góp cho lớp đến ngày nay. Năm ngoái, lớp sáng đèn 3 buổi tối trong tuần. Nhưng năm nay, lớp đều đặn mở cửa từ thứ 2 đến thứ 7. Giờ học bắt đầu từ 17 giờ đến 18:30 với các môn như toán, tiếng Việt, Anh văn, âm nhạc. Chú Liệt thì là trưởng ban, cô là phó ban, mà cô cũng phụ trách về cái mảng an sinh đời sống của địa phương. Từ cái chỗ đó mà cô quản lý hộ nghèo, đi xuống địa bàn mình mới thấy là cái khu phố mình nghèo quá. Nghèo mà dân nhập cư rất là nhiều đông, rồi con em thì lại thất học, không có được điều kiện đến trường. Có em có đến tuổi nhưng mà vẫn không được đến trường, bởi vì giấy tờ không có. Từ cái chỗ đó mà cô nói phải dạy các em chứ không thôi để các em mà đi chơi rong gì suốt cả ngày, cha mẹ thì không có nhà thì dễ sinh ra tai nạn. Dự định là dạy vài em thôi để cho nó có nề nếp, rồi nó hiểu biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào cần làm và cái nào không cần làm. Chỉ có 5 em thôi. Rồi dần thì hiện nay là kéo dài là 5 năm thì nó mới được bao nhiêu, hiện bây giờ là lớp 42 em. Nhắc đến 42 đứa nhỏ ở lớp, cô Thủy vô cùng tự hào. Dù gia cảnh có cha mẹ là người nghèo nhập cư, làm nghề xe ôm, bán dạo, mua ve chai, móc sắt vụn, nhưng không vì thế mà các em chùn bước. Dù có đứa đã 16 tuổi mà mới chỉ học lớp 2, các em vẫn rất ngoan và học giỏi. Anh của Nhật Anh là cái thằng bé Tâm học bằng áo trắng là 16 tuổi. Cô đưa về là hai đứa là ở ngoài Nghĩa Trang, rồi ở nhà với bà ngoại. Thì bà ngoại là già là không có chăm lo được, tối ngày đi ra Nghĩa Trang đi lụm trái cây, đưa bà ngoại bán lấy tiền để nuôi. Không biết chữ gì hết, cô mới đem về đây. Đầu tiên của hai đứa 5 năm đó là hai đứa đó. Cô dạy rồi cái sau nó biết chữ được cái tiền này, nó không có giấy tờ. Nó không có giấy tờ thì thành cô với cô Vân, cô Bảy mới nhờ chính quyền giúp đỡ hỗ trợ để mà làm cái xong. Nhưng mà không phải dễ, mình nhờ vậy chứ không phải dễ là làm liền. Rồi phải có thời quá trình để mà đi xin ra. Sau quá trình mà mình kèm cặp thì các em tính tình của các em ngoan, học giỏi, ngoan, mà nghe lời mà ngoại lắm. Có nghĩa là tất cả muốn làm cái gì là hỏi ngoại. 42 em học ở lớp ngoại thủy đều không có giấy tờ tùy thân. Chính cô là người chạy đôn chạy đáo khắp nơi làm giấy cho tất cả các em. Ngoài ra, cô xin học bổng cho các em vào học trong trường. Em nào nhà xa không thể đến lớp, cô đề cập với mạnh thường quân hỗ trợ xe đạp cho các em. Đám trẻ sau giờ học ở lớp ngoại thủy còn được no bụng với các món như cơm, hủ tiếu hoặc bánh canh. Tất cả đều do các cô trong ban điều hành tỉ mỉ chuẩn bị trước giờ học. Cô Thủy quan tâm từng đứa như con cháu ruột của mình, không để chúng thiếu thốn quần áo, tập vở. Ở lớp luôn có bánh, mì gói để dành cho đứa nào cha mẹ đi làm xa, xuống lớp có cái mà ăn. Vậy rất tốt với con, yeah, lo cho con đi học. Lo cho con đi học là lo làm sao?
nếu như là mua quần áo với sách vở với cặp cho con. Con chúc hoài thủy sống lâu trăm tuổi với tụi con. Ba con lần này xe ôm chạy ngoài bệnh viện á, mẹ con ở nhà trông em. Dạ, con học gần 5 năm. Bà thủy yêu thương con và giúp đỡ con đi học. Rồi con thiếu thốn cái gì bà thủy cũng mua con. Tiếng Anh, vẽ, tiếng Việt, toán, con tiếp thu tốt và con hiểu bài. Con cảm ơn ngoại thủy là ngoại thủy đã lo cho con đi học đến nơi đến chốn. Con rất là cảm ơn ngoại thủy. Nhiều mạnh thường quân ngoài việc ủng hộ duy trì lớp học, đặc biệt nhiều cá nhân còn chủ động thuê giáo viên đến đứng lớp. Cô Thủy cho biết, các giáo viên có trình độ chuyên môn này sẽ về dạy lớp vào tháng 5. Và quan trọng, có nhiều người vì yêu thương và cảm phục trước nghĩa cử của cô Thủy mà ban ngày làm giáo viên ở trường hoặc chỉ mới là học sinh lớp 10 vẫn nguyện đến lớp gieo chữ cho các em. Bạn đi bộ, bạn đi tìm ngoại thủy. Hôm đó bạn lại đây thì lớp đóng cửa. Mà bạn tìm tới nhà cô Thủy đó. Bạn trình bày, bạn nói là bạn thấy bạn rất là thương cô Thủy. Thứ nhất, thương lớp. Thứ hai, thành ra bạn muốn tấm hướng. Bạn đứng là dạy toán. Dạy toán rất là giỏi. Dạy toán mà mấy em ở đây, 30+ em đều thích thầy đó. Lớp 10 thôi đó, không biết đi xe, không biết nghe điện thoại, không biết coi điện thoại. Bạn học lớp 10 mà mình kèm lớp 7, lớp 8 là tụi nó nảy luôn. Cũng muốn cho các cháu đó có thể là những cái công việc trong tương lai á, không bằng như những đứa mà nó đã học chính quy cùng cái độ tuổi, nhưng mà ít ra thì khi mà có tiếng Anh á, các cháu giao tiếp được thì các cháu cũng sẽ thuận tiện trong công việc hơn. Và hiện tại cũng như tương lai là cô sẽ tiếp tục dạy cái lớp này. Rất là yêu thích cái lớp này, mặc dù các bạn hơi ồn tí thì cô cũng thông cảm, là bởi vì các bạn nhiều trình độ và các bạn lại không có thời gian để đến trường nhiều, cho nên là khi mà được ngồi chung với nhau vậy là phải nói chuyện thôi. Là phụ huynh của 4 đứa trẻ cùng theo học tại lớp và được cô Thủy dạy dỗ nên người, chị Trần Thị Mỹ Ngân luôn lấy làm biết ơn. Ngày ngày chị xin đến lớp để phụ nấu ăn cũng như các việc khác của lớp. Rất là tốt và biết chăm lo cho những đời sống cho cha mẹ của mấy bé như tụi em vậy đó. Được một cái việc mà kiểu như hỗ trợ được cái này cái kia. Ví dụ như có gạo thì ngoại cho gạo, có đồ ăn ngoại cho đồ ăn. Vì cuộc sống em cũng đỡ ổn định hơn hồi trước nhiều. Mình muốn cho con mình có tương lai hơn mình một chút. Mình thì thích học, con mình thích cho một cái chữ. Cô Thủy là một cái gương nè, nhưng bà ngoại là một cái gương để kem noi theo. Cảm ơn bà ngoại đã giúp cho em được cuộc sống được ổn định và thời gian của em thì nói chung bây giờ thì nó đỡ hơn hồi xưa. Tốt thôi, giúp cho các cháu để thêm kiến thức, bổ sung là kiến thức mà những năm tháng mà các cháu học ở trường nó bị quên đi, nó thiếu đi, rồi nó hụt đi. Rồi có những cháu nó không đủ hoàn cảnh để nó học ở theo học ở trường thì nó về đó nó học cho biết chữ. Chủ trương của các chú mới của cô Thủy cũng như Lợi Phương á là không để các cháu học ở phía sau, cứ chào các cháu học hết. Coi như là mặc dù gặp khó khăn này kia nhưng mà trẻ nhỏ không thể thắc ốc được. Hiện tại cô Thủy tuổi đã cao, sức khỏe đôi phần đã giảm đi, nhưng cô tâm niệm ngày nào còn sức cô vẫn sẽ đến lớp nuôi dạy, bổ túc thêm kiến thức cho tụi nhỏ. Cô thì mong muốn tất cả khi mà các em học ở đây được thì phải có trường lớp, được vô trường lớp. Cô rất là đam mê mà cô rất là thương trẻ em. Không phải là bây giờ cô mới làm, cô làm từ cái thời gian 10+ năm về trước là cô đã quyết tâm là chăm lo khuyến học. Cô đã có cái hướng là cả sinh viên nghèo, trẻ em nghèo, học sinh nghèo là cô mua xe buýt, vé xe buýt để sẵn đó cô cho. Thì từ cái đó mà nó nhen giống như nhắm tới bây giờ là cô thành lập được cái lớp này là cô rất là vui lắm. Thành ra nó là cái niềm đam mê, nó không bao giờ từ bỏ được.
công an nghe không? Dạ. Rồi thì mới cho con học đây nha. Dạ. Rồi sao? Nhận thì sao? Cảm ơn bà. Ừ.